Ngài ra đi sau những năm tháng, những ngày cuối đời chịu đựng bệnh tật trong sự đau đớn, nhưng Ngài đã luôn luôn vâng theo Thánh Ý Chúa. Và có lẽ đối với chúng ta đó là sự đau đớn, nhưng đối với Ngài, theo cái tâm niệm của đời giáo mục của Ngài, đó là phục vụ Chúa trong vinh quang, thì ngày hôm nay chắc hẳn đối với Ngài đó chính là niềm vui. Và những tháng ngày chịu bệnh vừa qua đối với Ngài cũng là niềm vui. Ngài vui mừng bởi vì được dâng hiến tế cuộc đời của mình, những đau khổ, những bệnh tật, để cầu nguyện cho giáo phận, cầu nguyện cho từng người trong chúng ta, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam thân yêu. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay trong tâm tình tạ ơn cùng với Đức Cha Paulo Maria, tạ ơn Chúa vì tất cả mọi học ân của cuộc sống mà Chúa đã ban cho Ngài, và xin Chúa thương đón nhận người cha thân yêu của chúng ta.